Kính bạch sư phụ, hôm nay con xin trình bày cái pháp môn hành đạo con từ hồi trước tới giờ, nhờ sư phụ từ bi chỉ dạy thêm. Kính bạch sư phụ, trước đây con là một cư sĩ tại gia, có gia đình, nhưng phát tâm lên hành đạo, con ưng chịu cái pháp môn niệm Phật. Là vì lúc đó sách thiền của Hòa Thượng chưa phổ biến, thì con quyết tâm nhìn nhận cái pháp môn niệm Phật để làm công phu. Nhưng luôn luôn lúc nào cũng niệm Phật để mong kiến tánh. Xin thưa sư phụ, thời gian hạ quyết tâm niệm Phật cũng khá lâu, khoảng trên dưới 1.5 năm. Thì cảm thấy nghe con người nó lắng dịu đi tất cả những vọng trần, những phiền não, những rối rắm. Con người có nhẹ nhàng được 5/10. Từ chỗ đó khiến cho lòng tin thúc dục, cảm nghĩ rằng nếu không tu thì thôi, tu phải ngộ đạo và đắc đạo. Từ chỗ đó con hạ quyết tâm ngày đêm niệm Phật không rời. Nhưng có một điều là tin có Phật và Phật đang chờ, đang đợi tất cả chúng sanh. Nhưng có một điều là không cầu Phật rước hoặc Phật độ, mà tin có Phật và tin tự mình sẽ làm được. Từ chỗ đó con hạ quyết tâm hành trì một thời gian niệm Phật, niệm quyết tâm không ngừng nghỉ. Thì thời gian sau đó nữa xét lại thì việc thế trần nó không còn ham muốn, mà nó chỉ còn lại quyết chí tu hành để đắc thành đạo quả. Thì một thời gian gần tới đó, nó phát hiện lên một cái lý tình là ai là người niệm Phật, mà Phật là ai, niệm để làm gì và ích lợi ra làm sao. Nó phát hiện lên 4 cái này, nó quay quần, nó cứ hỏi cứ nghi, cứ hỏi cứ nghi, sống mãi sống chỉ quanh quẩn có bao nhiêu. Thì ở trong lúc đó gia đình có lắm khi nói ông này ông điên hay ông khùng, ngồi có lắm khi kêu 2-3 tiếng không trả lời, mà thực tế vì lúc đó mình đang sống ở ngoài không thể biết. Thì từ chỗ đó một thời gian nữa, nó khởi cái khối nghi tình lên rất mạnh, nó căng thẳng, thậm chí cho nó quên hết tất cả việc đời, cơm nó còn cũng quên ăn nữa. Thì một thời gian như vậy, chưa thấy đạt được kết quả, thì nó có một cái quan niệm, nếu trên đường về Phật, mình quyết chí tu cầu để mong thành đạo quả, nhưng hôm nay đường nào nữa đi. Thì cái tâm nó thúc giục, nó biểu phải đi. Còn pháp á, thì tới đây nó đã cùng. Nghi khởi, nghi mạnh, nghi riết, giữa cái nghi và cái không biết, nó nằm với nhau liên quan mật thiết. Nhưng không có một câu nào để giải đáp. Thì từ chỗ đó con người nó làm như nó khô khan cằn cỗi, nó rơi rụng hết tất cả những gì không còn biết tới. Có thể nói trong lúc đó có một vị minh sư để đưa đi, chắc có lẽ là diễm phúc, nhưng tiếc thay con không có thầy. Thì nó cứ mãi nó nghi, nó ngờ, nó đặt câu hỏi tới lui như vậy hoài trong khoảng thời gian chừng 3 tháng. Con người có thể nói hết sức là cằn cỗi, thì nó không có còn nhớ việc bên ngoài một cái gì nữa, mà nó chỉ sống lại với cái nghi và cái không biết. Cái không biết nằm trong cái nghi nằm trong cái không biết. Thì lúc đó nó có quan niệm nếu tu đi đến con đường này như vậy đường nào đi nữa. Nhưng mà trả lại đời thì nó không chịu. Mà đi đến thì không còn đường đi. Coi như thấy rõ nó là đang sống với một cái quan niệm, một cái cũng như là một cái khối hết sức là mạnh bạo để tìm đường đi, nhưng mà không biết đường đi.
Thì sau một thời gian kế tiếp đó, trong lúc đó nó có quan niệm nếu tu như thế này, thôi bây giờ mình thấy nó mỏi mệt bãi quải quá rồi, thôi bây giờ kệ, tới đâu thì tới, không còn nghi, không còn hỏi, không còn niệm Phật, không còn cái gì nữa hết. Thì nó đang trong cái lúc mà nó có quan niệm không còn làm một cái gì nữa hết, thì bất chợt vào khoảng 8 giờ sáng mai buổi sáng, nó Phật lên một cái cảnh giới. Có nghĩa là nếu nói ra thì lúc đó thế giới là cái cảnh giới nó đặc sệt, nó lặng trang, nó không buộc vật, không buộc niệm. Lúc đó bây giờ muốn đề lên cái câu nghi tình cũng không thể đề được, mà muốn niệm Phật cũng không niệm được. Thì ở trong lúc đó tai vẫn nghe, mắt vẫn thấy, mắt mở, tai nghe, mắt thì nhìn ra đồng ruộng, thấy cảnh vật không phân biệt một màu, không phân biệt một vật. Còn tai thì lúc bây giờ nghe tiếng khua động cùng một lúc. Thì như vậy, xin thưa với sư phụ, cái trạng thái đó là trạng thái gì của người tham thiền? Dạ, nhờ từ bi chỉ dạy. Cái trạng thái là vượt cái, cái bằng vượt cái không á. Nếu mà ông mà tham thiền tới vậy á, thì ấy, niệm Phật á ha. Niệm Phật tới cái trình độ này thì tham cái câu niệm Phật là ai được rồi ha. Thì bây giờ tiếp tục á, tham niệm Phật là ai ha. Nhưng mà phải biết á, cái niệm Phật là ai là câu thoại ha. Bây giờ nói tham thoại đạo đó là chưa có câu thoại. Ngài Hư Dương giải thích á, mình muốn nói một câu thoại, một lời thoại là lời nói á, phải nói niệm rồi mới nói ra miệng. Khi chưa nói niệm muốn nói câu thoại này mới được gọi là thoại đạo. Nếu là nói niệm muốn nói mặc dầu chưa nói ra miệng là thoại dĩ rồi, là lui chứ không phải là đạo. Đạo là chưa có nói niệm muốn nói mới gọi, gọi bằng thoại đạo. Thì tham thiền á, mục đích là muốn đến thoại đạo, nhưng mà chưa đến thoại đạo, còn cách thoại đạo còn xa lắm. Cái chỗ thoại đạo là chưa có nói một niệm nha. Tức là gọi là vô thủy vô minh, cũng là chỗ lào xào trăm thước đó. Nếu mà từ chỗ lào xào trăm thước tiến lên một bước thì mới gọi là chân tánh đó, tức là tha được cái vô thủy vô minh, cũng là lìa cái tâm ý thức á. Bây giờ á, mình á cũng còn dùng cái ý thức để tu đó. Bây giờ lấy cái này là cái đường đi ý thức nè. Ý thức có hai mặt, một mặt là biết để tu tổ Như Lai thiền, một mặt không biết là tu tổ sư thiền. Bây giờ á, dùng cái không biết để tu tổ sư thiền cũng là nhất niệm do mình, bởi vậy cái niệm không biết đó cũng là nhất niệm do mình. Nhưng mà bây giờ muốn tới chỗ thoại đạo là vô thủy vô minh, nhưng mà chưa tới, mà cũng không phải là thoại dĩ. Khi mà bắt đầu mình tham thiền là lìa khỏi thoại dĩ, mà chưa đến thoại đạo, lăn đi ở giữa đường. Một ngày kia đó sẽ đến thoại đạo. Đến thoại đạo đó thì câu thoại mắc. Tại sao vậy? Câu thoại nó tự mắc. Tại á, chỗ mà vô thủy vô minh là chưa có nổi niệm, câu thoại là nổi niệm mới có. Tôi nói là mặc dầu không biết cũng là nhất niệm vô minh đó.
Thì á, tôi thoại đào rồi đó. Chỗ này á, cũng là đào xào trăm thức nào. Tới chỗ này là cái ý thức nó hết đường đi rồi. Hết đường đi rồi. Bây giờ nếu mà tiến lên một bước là đè ý thức á, tức là chân tan. Ngài Lai Quả nói đó. Nếu lúc mà lìa ý thức á, thì lục vào hư không phải té xuống. Mà té phải té cho chết. Rồi sống lại á, Thiền Tông gọi là tuyệt hậu tai tàu. Tuyệt là chết, hậu là sau khi chết. Tai tàu là sống lại. Thì á, sống lại tức là ngộ á, ha. Nhưng mà á, cái chết đó nó có hai thứ, cái bằng tiểu tử, tiểu hoạt và đại tử, đại hoạt. Nếu mà chết mà hoạt là sống á, tiểu tử, tiểu hoạt là cũng là chết mà sống lại, nhưng mà còn cái xác. Còn cái sắc chưa có tan rã. Còn đại tử lại hoạt á, thì luôn cả cái sắc cũng tan rã luôn, không còn sắc. Mà gọi là đại tử đại hoạt. Cái này là cái thí dụ. Cái này là cái thí dụ. Tức là tiểu ngộ còn ôm cái ngộ đó, cho mình đã ngộ, thì tức là còn cái sắc đó. Thì cái ngộ chướng ngại. Còn đại tử đại hoạt á, ngộ rồi đồng như chưa ngộ. Tức là tại sao vậy? Tại á, nếu mà còn ôm cái ngộ á, tức là còn mê. Tại á, có mê mới có ngộ. Bây giờ nếu mà lá ngộ triệt để rồi thì hết mê, hết mê thì cũng hết ngộ. Thì á, luôn cả cái sắc cũng không còn ha. Tức là không có ai ngộ. Ngộ rồi đồng như chưa ngộ đó. Thì á, gọi là đại ngộ đó. Đại ngộ mới là triệt để. Nhưng mà Thiền Tông cũng có ba cái cửa ải á, sơ quan, trùng quan, mặc hậu quan đó. Kính thưa sư phụ, theo như cái công cuộc dụng lời nói trình bày đó thì nó cũng nằm trong hạng cuộc con không thể nói hết lời hết ý được, thì ở đây sư phụ giải đáp và chỉ thêm phần này con hân hạnh. Nhưng có một điều, bây giờ tính con tự biết lấy con. Con biết con là ở trong cái thời gian sống cách nào, dụng cách nào, rồi như vậy. Cái nghi của ông đó là hồ nghi, chứ phải chân nghi. Còn muốn dùng cái tâm để tìm hiểu, cũng như mà muốn tìm hiểu cái đáp án, cái bằng hồ nghi. Dạ. Không phải chân nghi. Sư phụ. Hả? Thì sư phụ nói phần đó con đồng ý. Và con cũng biết nhận lấy. Chân nghi á là không cho tìm hiểu, không cho suy nghĩ, không cho tìm hiểu, không cho ghi nhớ. Chỉ là giữ cái nghi tình. Mà muốn giữ cái nghi tình đó thì phải khang nữa. Tức là nghìn. Khang là nghìn. Bây giờ hỏi niệm Phật là ai? Không biết. Thì nhìn chỗ không biết đó, muốn xem coi chỗ không biết đó là cái gì, thì thành cái thắc mắc gọi là nghi tình đó. Nhưng mà không biết thì không có chỗ. Không phải là, cũng như bây giờ mình nói là muốn nhìn đó, thì phải có đối tượng để nhìn. Còn nhìn chỗ không biết đó, thì mặc dù nói chỗ nhưng mà không có đối tượng. Mình mồm. Thành ra nhiều người nói nhìn không được. Tại nhìn không có chỗ, không có thấy gì.
Dạ, mô Phật. Lã làng nhìn vào đó. Dạ, mô Phật. Xin thưa sư phụ, điều đó con xin đổi ơn sư phụ, nhưng có một điều khoản này, và lỡ rồi con nói luôn, thì nhờ sư phụ chỉ dạy con rất đổi ơn. Bây giờ á, hỏi, giờ hỏi với giờ nghìn, ha. Hỏi với nghìn là một lượt, chứ không phải là hỏi trước nghìn dạ, sau. Dạ không, bây giờ con muốn không nói. Phải là nghìn trước hỏi sau, ha. Tại sao vậy? Tại nghìn với hỏi đó, nó không có gián đoạn. Hai cái đều bằng, không có gián đoạn, tức là một lượt đó. Bây giờ ông hỏi cái gì? Bây giờ chưa, xin thưa sư phụ, bây giờ con không còn hỏi, mà không còn nhìn, mà không còn nghi nữa. Thì như vậy theo bây giờ sư phụ thì chỉ dạy con bằng cách nào nữa? Bây giờ hỏi lại, giờ hỏi giờ nghìn. Bây giờ ông đã tham cái niệm Phật là ai á, thì bây giờ tiếp tục á, tại cái công phu á của ông là lã tối chỗ mà niệm Phật lã cao rồi đó, thì tham cái câu này được. Còn bình thường á, mấy người kia á, tham cái câu niệm Phật là ai không được. Tại sao vậy? Tại niệm Phật là tôi, niệm Phật là ta. Tại sao mà còn không biết là nói là ai? Còn ông đã quên mình nữa, tức là thì được. Tại á, nếu mà niệm Phật không biết là ai, thì ăn cơm cũng không biết là ai, mặc áo cũng không biết là ai. Nói năng tiếp khách, cái gì cũng không biết là ai, thì mới là niệm, mới là tham cái câu niệm Phật là ai được. Còn mặc áo biết là tôi mặc áo, ăn cơm biết là tôi ăn cơm á, tại sao niệm Phật thì không biết là tôi? Cho nên nó là mâu thuẫn á, tức là tự dối mình, biết mà nói không biết. Ông là tham tôi mà quên hết tất cả rồi, thì mặc áo cũng không biết, ăn cơm cũng không biết á, thì tham niệm Phật là ai cũng không biết. Thì là đúng rồi đó. Thì bây giờ cứ tham lại, hỏi niệm Phật là ai. Mà giờ hỏi giờ nghìn, phải có nghìn. Muốn xem coi chỗ không biết đó là cái gì. Cho nên cái không biết này đó khác với cái không biết của người ngủ mê, chết giấc, bệnh tâm thần, khử ngốc. Những cái không biết kia là cái không biết chết. Còn cái tham thiền là cái không biết sống, muốn biết mà biết không nổi. Tới chừng ngộ rồi thì tự biết. À, thưa bạch sư phụ, sư phụ nói phần đó con rất bằng lòng. Nhưng có một điều, bây giờ trạng thái của con nó không phải vậy. Bây giờ nó trống rỗng mà nó tỉnh táo trong nhân quả, nó tỉnh táo trong luân hồi, nó tỉnh táo tất cả mọi việc. Thì bây giờ sư phụ với con trở lại để tham, để cứu nó thì cũng như đem nó trở lại. Bây giờ á, mấy cái kia bỏ hết đi, bắt đầu hỏi dần nhìn. Hỏi lại không biết á, tại ông còn không biết mà, thì nhìn chỗ không biết đó. Tại ông còn không biết nhìn Phật là ai mà, thì cứ nhìn chỗ không biết đó, xem coi chỗ không biết đó là cái gì. Tại á, tại á, ông còn cái tư tưởng chắc thật đó, tin đồng, tức là tin tự tâm chưa lại lũ. Bây giờ tôi dạy ông lẽ là ông tin tự tâm lại lũ ha. Ông tin, ông có Phật tánh không? Dạ tin. Phật tánh có thể giảm bớt được không? Dạ Phật tánh không giảm bớt. Phật tánh có thể gián đoạn được không? Dạ không gián đoạn. Ờ. Vậy á là lũ lòng tin ha. Phật tánh không thể giảm bớt. Thì bây giờ á, tất cả thần thông trí huệ năng lực của ông bằng như Phật Thích Ca, không có kém hơn Phật Thích Ca một tí nào cả. Nếu mà có thể kém một tí tức là giảm bớt. Giảm bớt thì không phải Phật tánh á, ông đã biết rồi đó. Phật tánh không có thể gián đoạn á, thì bây giờ ông cũng lăng làm Phật. Nếu mà ông bây giờ không phải lăng làm Phật tức là gián đoạn.
phải tin cái tâm mình đó nha, lại lũ như vậy nha. Nhưng mà Phật Thích Ca thì hiện được cái dụng của tâm, còn ông á thì chưa có hiện được cái dụng nha. Mặc dù chưa có hiện nhưng mà cũng theo cái nghiệp hiện, theo cái nghiệp hiện được cái dụng. Cho đến ông tu tới cái mức này đó ha, thì cũng hiện được thêm khác hơn những người thường nữa ha. Nhưng mà cũng là chỉ hiện có một chút ha. Nếu mà so với cái sẵn có trong tự tánh á thì chưa có một phần tỷ nữa ha. Còn á, nếu mà tham thiền tham tới kiến tánh triệt để á thì sẽ hiện hết ha. Mà muốn hiện hết phải dứt sạch tất cả tập khí, tập khí thế gian, tập khí xuất thế gian. Bây giờ thì cách chỗ đó còn xa, nhưng mà bây giờ bắt đầu á, ông hỏi lại và nhìn lại là được rồi. Bây giờ phải tin, bây giờ á, tham là lễ phát hiện cái của mình sẵn có, chứ không phải là đi tìm tòi ở ngoài. Ông lã tin á, Phật tánh không thể giảm bớt, không thể gián đoạn á, thì tất cả lại lũ rồi. Bỏ cái câu niệm Phật là ai, tham cái câu khác. Nhưng mà ông này thì đặc biệt tôi kêu tham niệm Phật là ai. Tại ông đã lũ tư cách để tham cái câu niệm Phật là ai rồi. Còn những người mà chưa có lũ tư cách thăm cái câu niệm Phật là ai, tức là tự dối mình. Ăn cơm thì biết là tôi, mặc áo thì biết là tôi, còn niệm Phật thì nói là không biết, không biết là tôi, không biết ai. Phải tự dối mình không? Tức là cái nghi tình, nó có nghi tình nhưng mà nghi tình giả, không phải thiệt.